cập nhật tiến độ dự án khu dân cư phố mới Xuất Hóa nằm tại mặt đường quốc lộ 12B thuộc địa bàn xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Dự án có tổng diện tích 3,4 hectare gồm 112 lô liền kề. Diện tích từ 96m2 đến 133m2, sổ đỏ từng lô. Dự án đã hoàn thành 95%, chuẩn bị bàn giao đến tay khách hàng các lô đất đẹp nhất trên địa bàn huyện. Các hạng mục lớn đã làm hoàn thiện 100% các lô đất hiện hữu. Là dự án đầu tiên trên địa bàn được cung cấp nước sạch đến từng lô. Tiện ích đầy đủ, kinh doanh sầm uất. Hiện tại dự án còn các hạng mục nhỏ chủ đầu tư sẽ sớm hoàn thành. Dự án đang trong giai đoạn nghiệm thu của các sở, ban ngành có thẩm quyền. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ hotline BS Glen 0911 870 088 để biết thêm thông tin về dự án.